Chào các bác. Phê thật các bác ơi. Ui cái miệng của nó nè. Hư hết miệng rồi. Con này nó bị dính bẫy tiền ngày hôm qua rồi. Tại vì ngày hôm qua mình không đi thăm bẫy các bác ạ. Mình tưởng là à không phải. Ngày hôm qua mình có việc mình không đi được nhá. To thật. Ôi giời. Phê thế nha các bác ạ. Mà sao nó lại cuốn ở trên mày nhỉ? Cái kiểu như là con người cuốn á. Phê thật. Ngày hôm trước mình có bẫy trên này này. Trên này này. Nó dính bẫy nó kéo xuống trên này nó bị tuột á. Nhưng sau này mình được 2 ngày không đi thăm á. Ôi phê thật các bác ơi. Con này 4kg đấy. Con này thì chắc chắn 4kg rồi. To lắm mà. Nhìn này. To như con chó luôn đấy. Ui. Một mình thôi không quay được để gửi cho các bác xem nhé.